Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh nhá. Hôm nay thì Alua sẽ đi xoay gà rừng nhá mọi người nhá. Nên là mọi người cùng theo dõi Alua để hôm nay Alua đi xoay xem có thái con gà không nhá. Vừa đấy trời sắp tới thì Alua vào trong này bán con sóc thì Alua nhiều tiếng là gà ở trên này nhá. Nên là bây giờ Alua đi xoay xem có thái không nhá mọi người nhá. Hôm qua đi xoay thì không có thời gian để quay video nhé mọi người. Đó là gà này thì mình đi thì mình phải xoay cẩn thận. Mình còn quay video nữa thì mình sẽ xoay không được nhé. Nên là hôm qua mình không quay video. Nên là mình đã bây giờ là 5 giờ sáng rồi. Nên là mình quay một tí về cách nấu. Cách nấu thì bây giờ mình sẽ thái ra nhá, thái ra xong là mình sẽ mang đi xào thôi. Do là mình ở trên nương nên là không có gia vị gì đâu mọi người ạ. Nhưng mà gà này là gà ngon nhá, gà rừng, gà tự nhiên như này là thịt rất là ngon mọi người ạ. Bà xã đang thái nhá, chặt ra để thái thịt nhá mọi người.
Đây, bây giờ mình sẽ thử nhá. Đây. Mình nhớ nhá mọi người nhá. Đây, bây giờ món thịt gà. Đây là xào à, nhưng mà lại là canh nữa. Chính là mọi người bây giờ là chuẩn bị ăn sáng là đi làm thôi mọi người. Bữa sáng không có gì nữa nhá. Có mấy bát thì với một tí đố thôi mọi người. Trời sáng rồi bây giờ. Ăn sáng xong là đi làm thôi. Nó quay video em quay cả mấy nọ phải rồi nha. Cái thổ lưỡi nha đó, lúa quạnh nó mà lúc thấy chen 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 thế à. Thế à. Nào. Ui, tôi tổ rong nó. Hãy nào, tài ngôn đó, tài ngôn đó. Mm-hmm.